Chào mừng các bạn đến với trận đôi bán kết đôi nam nâng cao giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Phía gần màn hình cặp đôi Đồng và Thành đến từ đơn vị IBC Hà Nội. Chả biết là bọn đánh cho trường gì. Phía sau màn hình cặp đôi Hưng Đức đến từ Bắc Ninh. Oh!
Trận đấu tổng cục